Có một thành phố luôn vẫy gọi ta về, qua phà lại lục đầu giang là sao đỏ, những con đường thênh thang rộng mở, cỏ cây phố phường phơi phới tràn niềm vui. Có một thành phố đất mẹ tuổi thơ ta, người đến mến thương, người đi hoài mong ngóng, tình thật nồng nàn đắm say, hồn nhiên như gió lộng, để ai bâng khuâng ngất ngây mơ màng khát khao. Chí Linh ơi ngọt ngào, bởi có Hưng Đạo Đại Vương, danh nhân Nguyễn Trãi, thầy giáo Chu Văn An, bởi có bao người ngã xuống cho hôm nay tượng đài sừng sững dục chí cha. Nghĩa tình kiếp bạc gọi con sơn kinh thầy sông cuộn sóng, biết bao là nghĩa tình phượng hoàng núi truyền mình vững vàng dài cánh bay. Chí Linh ơi, vẫy gọi ta về, qua phà lại lục đầu giang là sao đỏ, những con đường thênh thang rộng mở, cỏ cây phố phường phơi phới tràn niềm vui. Có một thành phố đất mẹ tuổi thơ ta, người đến mến thương, người đi hoài mong ngóng, tình thật nồng nàn đắm say, hồn nhiên như gió lộng, để ai bâng khuâng ngất ngây mơ màng khát khao. Đạo Đại Vương, danh nhân Nguyễn Trãi, thầy giáo Chu Văn An, bởi có bao người ngã xuống cho hôm nay tượng đài sừng sững dục chí
xa thân dân hiến mình. Biết bao là nghĩa tình kiếp bạc gọi con sơn kinh thầy sông quận sông. Biết bao là nghĩa tình phượng hoàng núi trên mình vững vàng dài cánh bay. Chí Linh ơi vững vàng dài cánh bay. Chí Linh ơi rừng xuống miền qua sau đó chí Chí Linh, nơi đây sẽ
chương trình nghệ thuật chào mừng lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao Thị xã Chí Linh lần thứ 8 năm 2017. Một lần nữa xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý, các đồng chí cùng toàn thể nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao Thị xã Chí Linh lần thứ 8 năm 2017 thành công, tốt đẹp. 3. Đồng chí Bùi Thế Hạnh, Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy. 4. Đồng chí Lưu Văn Bàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Chí Linh. 5. Đồng chí Mạc Văn Vững, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy. 6. Đồng chí Nguyễn Đức Hóa, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân thị xã. 7. Đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã. 8. Đồng chí Nguyễn Văn Huỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân thị xã, Trưởng ban chỉ đạo Đại hội Thể thao thị xã. 9. Đồng chí Trần Đình Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy. 10. Đồng chí Nguyễn Văn Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thị ủy. 11. Đồng chí Nguyễn Hồ Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy. 12. Đồng chí Nguyễn Phúc Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã. 13. Đồng chí Nguyễn Văn Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã. 14. Đồng chí Nguyễn Thị Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã. 15. Đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng Công an thị xã. Tương lực lượng Đại hội Thể dục Thể thao Thị xã Chí Linh lần thứ 8 bắt đầu. Quê hương Chí Linh ngày một giàu đẹp văn minh. Những năm qua, thị xã Chí Linh luôn quan tâm và tập trung đầu tư phát triển sự nghiệp thể dục thể thao. Đại hội thể dục thể thao thị xã Chí Linh lần thứ 8 là đại hội lớn nhằm khơi dậy tiềm năng, phong trào rèn luyện thể dục thể thao của đông đảo quần chúng nhân dân, vận động toàn dân thường xuyên tập luyện thể dục thể thao, tăng cường sức khỏe, phục vụ lao động, học tập, công tác, xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Vì nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, liệt sĩ thương binh đã vì nước quên thân, lá ngọc cho đến ngày nay, dù ở đâu trên khắp đất nước Việt Nam hạnh phúc là ước mơ ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Tiếng đường chạy trên sân vận động, các kích thước này tạo một thế vươn lên của thể thao Việt Nam. Phía trên và chính giữa chữ B là ngôi sao vàng năm cánh, tượng trưng cho sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta đối với thể dục thể thao. Lá cờ đại hội tượng trưng cho tinh thần thể thao, cho sức trẻ của thị xã Chí Linh. Tất cả hội tụ về đây cùng đua sức đua tài, giao lưu học hỏi với tinh thần đoàn kết chung. Bổn phận của mỗi một người dân yêu nước. Tiếp theo là khối cờ hồng kỳ đang tăng cường chống kẻ thù xâm lược, bảo vệ nhau. Những lá cờ đỏ rực rỡ tung bay biểu hiện niềm vui vô bờ đang vẫy gọi chúng ta dành sức luyện tài, là biểu hiện sức mạnh, niềm tin, quyết tâm chiến đấu. Chúng ta tích cực rèn luyện thân thể, nâng cao thể chất khỏe để xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Dưới bóng cờ thể thao, chúng ta hãy chào mừng ngày hội thể thao của thị xã Chí Linh. Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu Lữ đoàn 490, thành lập năm 1982, trải qua 35 năm xây dựng và trưởng thành. Lớp lớp các thế hệ cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn đã xây đắp lên truyền thống tích cực, chủ động, tiến bộ toàn diện. Lữ đoàn vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân huy chương các loại, phấn khởi tự hào về những kết quả đạt được. Toàn thể cán bộ chiến sĩ của Lữ đoàn đang ra sức thi đua phấn đấu, giữ vững và phát huy thành tích truyền thống của đơn vị, vinh danh truyền thống Lữ đoàn của binh chủng pháo binh anh hùng, dân tộc bay sắt đánh tỏi bắn chúng. Đang là đoàn đại biểu của trại giam Hoàng Tiến thuộc Tổng cục 8 Bộ Công an, đại diện cho lực lượng cán bộ chiến sĩ công an nhân dân trên địa bàn thị xã Chí Linh. Những năm qua, cán bộ chiến sĩ công an thị xã luôn nêu cao tinh thần cách mạng, chủ động tấn công, trấn áp tội phạm và đấu tranh giữ gìn trật tự an toàn xã hội, với mục tiêu chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Lực lượng công an nhân dân thị xã quyết tâm bảo vệ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo cho sự bình yên của quê hương Chí Linh. Xin chúc cho đoàn đại biểu vận động viên cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân thị xã thi đấu thành công và giành thứ hạng cao tại Đại hội Thể dục Thể thao thị xã lần thứ 8 năm 2017. Xin nhiệt liệt chào mừng khối
viên cựu chiến binh, đại diện cho 9.000 cán bộ hội viên cựu chiến binh toàn thị xã. Các đồng chí là những người lính đã trải qua các cuộc kháng chiến bảo vệ tổ quốc. Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, những năm qua hội cựu chiến binh thị xã luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, liên tục đạt trong sạch vững mạnh, được chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng 3 và nhiều danh hiệu cao quý khác. Với hoạt động thể dục thể thao, hội đã xây dựng phong trào rộng khắp, tham gia nhiều cuộc thi đấu. Tiến vào lễ đài là lực lượng dân quân tự vệ. Những năm qua, lực lượng dân quân tự vệ thị xã luôn xung kích, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và phong trào thi đua quyết thắng, nhất là nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, phòng chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cháy rừng, phối hợp với công an giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thực hiện tốt phong trào thi đua. Xin nhiệt liệt chào mừng khối giáo viên thị xã. Những năm qua, tập thể sư phạm các nhà trường đã không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thường xuyên đổi mới phương pháp giảng dạy để truyền đạt kiến thức cho học sinh. Các thầy cô giáo còn duy trì và đẩy mạnh có hiệu quả các phong trào như xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Không chỉ giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, đạt được những thành tích xuất sắc trong giảng dạy, mà các thầy giáo, cô giáo luôn là những tấm gương tiêu biểu tham gia các phong trào thể dục thể thao của trường. Đang tiến vào lễ đài là đoàn đại biểu của công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại, đại diện cho gần 15.000 cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn thị xã Chí Linh. Những năm qua, cùng với hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã còn tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ thể thao trong các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, chú trọng xây dựng phong trào ở các đơn vị ngoài quốc danh, tổ chức nhiều hoạt động thi đấu, giao lưu thể thao, tạo sống vui, sống khỏe. Những năm qua, người cao tuổi thị xã luôn phát huy tinh thần tuổi cao chí càng cao, đóng góp nhiều công lao cho xã hội và địa phương. Đối với thể dục thể thao, các hội viên luôn đi đầu trong các phong trào, là lực lượng nòng cốt của các kỳ đại hội thể dục thể thao các cấp. Với phong trào đi bộ, thể dục đứng tinh cờ tướng, thể dục thể thao chính là liều thuốc hiệu nghiệm để các cụ chiến thắng bệnh tật, giúp cho tuổi già sống vui, sống khỏe, sống có ích. Lễ đài là các em học sinh trường tiểu học Chí Minh, đại diện cho trên 12.000 học sinh cấp tiểu học trong toàn thị xã. Trong những năm qua, lớp nhi đồng của thị xã luôn ra sức học tập, rèn luyện và thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy để trở thành con ngoan, trò giỏi. Trong đó, có nhiều em liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp tỉnh và thị xã. Nhiều em đã đạt huy chương vàng, huy chương bạc tại giải thể thao do tỉnh Hải Dương tổ chức. Các em thực sự là niềm tự hào của vùng đất Chí Linh, địa linh nhân kiệt. Chúc cho các em luôn chăm ngoan, học giỏi, tích cực tham gia tập luyện thể dục thể thao. Đang tiến vào lễ đài là 56 gương mặt tiêu biểu của trường trung học cơ sở Chu Văn An, đại diện hơn 8.000 học sinh trung học cơ sở trong toàn thị xã. Những năm qua, các trường trung học cơ sở trên địa bàn luôn là điểm sáng trong các phong trào giáo dục thể chất nói riêng, giáo dục toàn diện nói chung. Các trường trung học cơ sở trên địa bàn đều tổ chức tốt các giải điền kinh, đá cầu, bóng đá học sinh cấp trường. Các đơn vị có phong trào thể dục thể thao tốt là trường trung học cơ sở Chu Văn An, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Phả Lại. Tại giải điền kinh học sinh trung học cơ sở năm học 2016-2017, đoàn điền kinh trung học cơ sở của thị xã Chí Linh đứng thứ 3. Đang tiến vào lễ đài là đoàn đại biểu đại diện cho 25.000 hội viên, hội nông dân của thị xã. Trong những năm qua, hội nông dân các cấp trên địa bàn thị xã đã làm tốt vai trò tập hợp, đoàn kết nông dân, xây dựng giai cấp nông dân vững mạnh về mọi mặt, xứng đáng là lực lượng tin cậy trong khối liên minh vững chắc, công nông trí, đảm bảo thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thị xã. Trong giải bóng chuyền bông lúa vàng năm 2017, do hội nông đang tiến vào lễ đài là khối phụ nữ tiêu biểu đại diện cho 24.000 cán bộ hội viên phụ nữ thị xã. Những năm qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thị xã luôn chú trọng xây dựng phong trào thể dục thể thao gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Từ đó, phong trào luyện tập thể dục thể thao trong các tầng lớp phụ nữ đã tăng lên cả chiều rộng và chiều sâu, thu hút đông đảo chị em tham gia. Với sự phát triển mạnh mẽ và thường xuyên trong phong trào thể thao đã thực sự khơi dậy tinh thần sống khỏe mỗi ngày cho cán bộ hội viên và nhân dân, tạo cho chị em có một cuộc sống vui tươi. Đang tiến vào lễ đài là khối thanh niên tiêu biểu đại diện cho
gần 6 vạn thanh thiếu niên trên địa bàn thị xã. Đây là đội quân xung kích cách mạng, là cánh tay đắc lực, đội hậu bị tin cậy của Đảng. Trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, tuổi trẻ thị xã luôn phát huy truyền thống cha anh, truyền thống cách mạng quê hương chí linh anh hùng với khẩu hiệu đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Đang tiến vào lễ đài là các bạn học sinh trường Trung học phổ thông Chí Linh, đại diện cho trên 4.000 học sinh khối Trung học phổ thông trên địa bàn thị xã. Các em là những chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng quan trọng góp phần vào sự thành công trong 7 kỳ đại hội vừa qua. Trong những năm qua, ngoài việc nâng cao chất lượng dạy và học, các trường Trung học phổ thông trên địa bàn thị xã còn tổ chức tốt các giải bóng chuyền, bóng đá học sinh, giải kiến xã, điền kinh, thu hút đông đảo học sinh tham gia. Xin chúc các em vận động viên trường Trung học phổ thông Chí Linh đạt nhiều thành tích cao trong học tập, rèn luyện và thi đấu thể thao để nâng cao sức khỏe. Đang tiến vào lễ đài là khối sinh viên trường Đại học Sao Đỏ, đại diện học sinh sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn thị xã Chí Linh. Đáp ứng nhu cầu luyện tập thể dục thể thao của học sinh sinh viên, 100% các trường thành lập câu lạc bộ thể dục thể thao. Một số môn thể thao đã có thành tích xuất sắc trong nhiều năm qua như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn. Thể dục thể thao không những tạo ra sân chơi, rèn luyện sức khỏe mà còn là một trong những kênh chủ đạo tạo sức hút để đoàn kết, tập hợp sinh viên tham gia. Đoàn vận động viên xã Bắc An. Bắc An là xã miền núi của thị xã Chí Linh, trên địa bàn có nhiều dân tộc sinh sống. Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bắc An luôn quan tâm tới phong trào thể dục thể thao, tạo tinh thần đoàn kết trong cộng đồng xã hội, góp phần thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Đến nay, số người tham gia luyện tập thể thao của xã thường xuyên chiếm tỷ lệ cao. Nhiều môn thể thao phong trào phát triển khá mạnh như cờ tướng, cầu lông, bóng chuyền đã đem lại nhiều thành tích cao cho địa phương trong các giải thi đấu do thị xã tổ chức. Xin chúc mừng đoàn vận động. Đồng Lạc. Những năm qua, cán bộ và nhân dân xã Đồng Lạc không ngừng đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Phong trào thể dục thể thao của xã luôn có những bước tiến mạnh mẽ và sâu rộng. Hàng năm, xã đều dành kinh phí đầu tư xây dựng các sân chơi, bãi tập tại cộng đồng dân cư. Đến nay, 5 trên 5 thôn của xã đều có các câu lạc bộ thể dục thể thao. Xin nhiệt liệt chào mừng đoàn vận động viên xã Tân Thân. Những năm qua, hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, Tân Thân là một trong những đơn vị có nhiều thành tích trong công cuộc xây dựng và đổi mới quê hương. Trong những năm trở lại đây, phong trào thể dục thể thao ở Tân Thân phát triển mạnh mẽ và đồng đều. Mỗi thôn đều hình thành được các đội bóng chuyền, bóng đá, cầu lông, từng tham gia và đoạt nhiều giải cao trong các giải thi đấu thể thao cấp tỉnh và cấp thị xã. Xin được chúc cho đoàn vận động viên xã Tân Thân đạt được nhiều thành tích cao trong đại hội thể dục thể thao. Tiến vào lễ đài là đoàn vận động viên của xã An Lạc. Những năm qua, hoạt động thể dục thể thao luôn được xã quan tâm. 100% các thôn đều có câu lạc bộ thể thao và có phong trào luyện tập thể thao phát triển mạnh với các môn cầu lông, bóng bàn, bóng đá, bóng chuyền da, bóng chuyền hơi. Xã cũng thường xuyên tổ chức giao lưu thể thao giữa các thôn, tạo ra không khí sôi nổi, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao phát triển, góp phần hoàn thành các vận động viên phường Thái Học đang tiến vào lễ đài. Hưởng ứng phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, đến nay 100% khu dân cư trong phường đều quy hoạch xây dựng nhà văn hóa gắn liền với sân vận động phục vụ nhu cầu rèn luyện sức khỏe cho người dân. Trong đó nhiều môn thể thao mũi nhọn như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông thu hút đông đảo người dân tham gia luyện tập và giành được nhiều giải cao trong các đợt tham gia thi đấu giải của thị xã và cấp tỉnh tổ chức. Xin chúc cho đoàn vận động viên phường Thái Học các gặt hái được. Nằm ở vị trí trung tâm thị xã Chí Linh, những năm qua cùng với phát triển kinh tế, các cấp ủy Đảng, chính quyền phường Sao Đỏ luôn đặc biệt quan tâm đến phong trào thể dục thể thao và được mọi tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Đến nay, 100% các nhà văn hóa đều có sân thể thao để nhân dân luyện tập. Nhiều khu dân cư thành lập câu lạc bộ khí công dưỡng sinh, duy trì phong trào đi bộ trong nhân dân. Đặc biệt, phát huy các môn thể thao thế mạnh của phường là bóng bàn, bóng đá, cờ tướng, cầu lông và bóng chuyền. Hàng năm có nhiều vận động viên phường Sao Đỏ đạt thành tích cao tại các giải thể dục thể thao do thị. Đoàn vận động viên phường Cộng Hòa. Hiện nay phường Cộng Hòa có 100% các khu dân cư có nhà văn hóa với khuôn viên sân thể thao rộng hàng nghìn mét vuông, đầy đủ khu vui chơi, bãi tập, sân vận động. Mỗi khu dân cư đều thành lập và duy trì hoạt động của các câu lạc bộ như bóng chuyền, bóng đá, cờ tướng, thu hút hàng trăm hội viên tham gia với đủ mọi lứa tuổi.
hàng năm với kinh phí xã hội hóa, cán bộ và nhân dân phường Cộng Hòa đều dành trên 100 triệu đồng đầu tư cho các hoạt động thể dục thể thao với những môn thi đấu. Đang tiến vào lễ đài là đoàn vận động viên phường Hoàng Tân. Những năm qua, phường Hoàng Tân đã tranh thủ mọi nguồn lực phát triển tiềm năng thế mạnh của mình, tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao đời sống cho nhân dân. Phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao được phường quan tâm đầu tư cơ sở vật chất. Đến nay, 7/7 khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa, 100% các khu dân cư đều có sân chơi phục vụ luyện tập thể dục thể thao với các môn mũi nhọn như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông. Xin chúc cho đoàn vận động viên phường Hoàng Tân giành được nhiều thành tích cao tại đại hội thể dục thể thao. Đang tiến vào lễ đài, đoàn vận động viên của xã Hoàng Tiến. Đến nay, xã có 6/8 làng đạt làng văn hóa, 93% số hộ gia đình đạt gia đình văn hóa. Đảng bộ, chính quyền địa phương nhiều năm liền được công nhận danh hiệu trong sạch vững mạnh. Cùng với chỉ đạo nhân dân phát triển kinh tế, Hoàng Tiến còn quan tâm đến phong trào thể dục thể thao của địa phương và luôn dành mọi nguồn lực đầu tư cho việc xây dựng, tu sửa sân chơi, bãi tập. Hàng năm Hoàng Tiến đều có các vận động viên tham gia các phong trào thể dục thể thao do thị xã tổ chức và đều giành được các giải cao. Chúc cho đoàn vận động viên của xã Hoàng Tiến sẽ gặt hái. Đoàn vận động viên xã Kênh Giang là địa phương vùng xa đặc biệt khó khăn của thị xã. Xã Kênh Giang có hai thôn, lấy ngành ngư nghiệp đánh bắt cá và vận tải thủy là chính. Trong những năm qua, cán bộ nhân dân địa phương luôn quan tâm tới sự nghiệp thể dục thể thao. Nhiều môn thể thao truyền thống của địa phương như bơi lội, đua thuyền luôn được duy trì và phát triển và luôn đạt thành tích cao trong các cuộc thi thể thao do tỉnh và trung ương tổ chức. Năm 2017, xã Kênh Giang đã hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn. Đang tiến vào lễ đài, đoàn động viên xã Văn Đức. Những năm qua, các vị đảng chính quyền xã Văn Đức và nhân dân luôn đoàn kết một lòng cùng chung sức xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh, đời sống nhân dân ngày một nâng cao, góp phần đưa phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao của địa phương phát triển. Mỗi thôn đều có từ 1-3 câu lạc bộ bóng đá, bóng chuyền, thu hút hàng trăm người tham gia luyện tập. Trong các giải thi đấu do thị xã và tỉnh tổ chức, đoàn vận động viên xã Văn Đức luôn giành các thưởng cao, đặc biệt vào các ngày lễ Tết, xã đều tổ chức. Chào mừng đoàn vận động viên phường Bến Tắm. Những năm qua, Đảng ủy, chính quyền phường luôn quan tâm chăm lo tới sự nghiệp thể dục thể thao, phục vụ nhu cầu rèn luyện sức khỏe cho người dân. Hàng năm, phường phối hợp với các đơn vị bộ đội đứng chân trên địa bàn tổ chức giao lưu bóng đá, bóng chuyền và hội diễn văn nghệ, tạo sân chơi lành mạnh cho cán bộ nhân dân, thắt chặt tình đoàn kết. Đang tiến vào lễ đài là đoàn vận động viên xã Hoàng Hoa Thám. Mặc dù nằm xa trung tâm thị xã, đời sống kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, song thời gian qua xã đã tích cực đầu tư kinh phí, huy động lực lượng và làm tốt công tác vận động tuyên truyền đẩy mạnh phong trào thể thao quần chúng. 100% các thôn đã quy hoạch và xây dựng được sân chơi thể thao rộng hàng nghìn mét vuông, qua đó đã góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao của địa phương phát triển. Chào đón các đại biểu phường Chí Minh. Những năm qua, cùng với việc tập trung phát triển kinh tế, phường Chí Minh luôn quan tâm đầu tư cho lĩnh vực thể dục thể thao. Các khu dân cư trên địa bàn phường đều xây dựng được các sân bóng đá, bóng chuyền, cầu lông phục vụ mọi tầng lớp nhân dân đến vui chơi rèn luyện sức khỏe, qua đó tạo nên phong trào luyện tập thể dục thể thao rộng khắp. Ngày càng xuất hiện nhiều vận động viên xuất sắc giành nhiều giải cao trong các kỳ thi đấu. Tại đại hội thể dục thể thao, để chào mừng đoàn vận động viên phường Vân An. Những năm gần đây, phường Vân An đã có sự phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực, đời sống nhân dân ngày một nâng cao, qua đó góp phần đưa phong trào thể dục thể thao của địa phương lên một bước phát triển mới. Đơn vị cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu thể thao vào các ngày lễ Tết, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Các khu dân cư trong phường đều thành lập và duy trì hoạt động của các câu lạc bộ như bóng chuyền, bóng đá. Ở cửa ngõ phía tây của thị xã là một trong những địa phương có nền kinh tế phát triển nhất thị xã. Trong những năm qua, phường Phả Lại đặc biệt quan tâm tới phong trào thể dục thể thao. Đến nay, trên địa bàn phường đã hình thành hàng chục câu lạc bộ thể thao như bóng bàn, cờ tướng, cầu lông. Phần lớn các
nhà văn hóa đều có sân chơi, bãi tập để nhân dân luyện tập thể dục thể thao. Nhiều khu dân cư thành lập câu lạc bộ khí công dưỡng sinh, phong trào đi bộ. Riêng xã Cổ Thành, những năm gần đây, xã Cổ Thành luôn quan tâm đến phong trào thể dục thể thao, thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện. Đến nay, 13 trên 13 thôn đạt danh hiệu làng văn hóa, 97% gia đình đạt gia đình văn hóa. Các thôn đều có hệ thống sân chơi bãi tập đảm bảo điều kiện tốt nhất cho nhân dân tham gia luyện tập. Hàng năm vận động viên xã Cổ Thành đều tham gia các giải thể thao do thị xã tổ chức và giành được nhiều thứ hạng cao. Đặc biệt trong các dịp lễ Tết, ngày kỷ niệm của đất nước, xã Cổ Thành đều tổ chức. Xã đã đào tạo được nhiều vận động viên xuất sắc về môn vật truyền thống cho thị xã. Từ năm 2000 đến nay, các vận động viên xã Nhân Huệ luôn giành được huy chương bạc trong các hội thi vật truyền thống do Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương tổ chức. Đến với đại hội, động viên xã Lê Lợi, những năm qua phong trào thể dục thể thao của xã Lê Lợi luôn phát triển không ngừng. Tính đến nay, toàn xã có hơn 1.000 người thường xuyên tham gia luyện tập thể thao, hơn 300 hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Toàn xã có 10 đội bóng đá, 10 đội bóng chuyền, 4 câu lạc bộ bóng chuyền hơi thường xuyên luyện tập hiệu quả. 100% các thôn đều có sân luyện tập thể dục thể thao đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe cho người dân trong xã. Xin chúc cho đoàn vận động viên xã Lê Lợi gặt hái được nhiều thành công tại đại hội thể dục thể thao thị xã lần thứ 8 năm 2. Xin được nhiệt liệt chào mừng đoàn vận động viên của xã Hưng Đạo đang tiến vào lễ đài. Những năm gần qua, phong trào luyện tập thể dục thể thao quần chúng đã trở thành nhu cầu không thể thiếu đối với người dân trên địa bàn. Đến nay, trên địa bàn các thôn đều có sân vận động phục vụ người dân luyện tập và thi đấu các môn thể thao như cờ tướng, cầu lông, bóng bàn. Đặc biệt, các môn vận động viên, môn võ vật dân tộc ở Hưng Đạo đã từng tham gia thi đấu và đoạt nhiều thứ hạng cao ở các giải. Để được chào đón các vận động viên, những người làm nên thành công của đại hội với những gương mặt tiêu biểu đại diện cho các vận động viên đến từ 20 xã phường trên địa bàn thị xã tham gia 11 môn thi đấu của đại hội thị xã Chí Linh lần thứ 8 như cầu lông, bóng bàn, bóng đá, bóng chuyền xa, cờ tướng. Đây là những môn thể thao đã được nhiều người, nhiều lứa tuổi tham gia tập luyện. Trong đại hội thể dục thể thao lần này, các vận động viên sẽ đem đến cho đại hội những trận thi đấu sôi nổi, hấp dẫn và có chất lượng chuyên môn cao, góp phần vào sự thành công của đại hội. Của đại hội, đây là những người cầm cân nảy mực giúp đại hội tìm ra những gương mặt vận động viên xuất sắc. Với tinh thần trung thực, khách quan và đúng luật, các trọng tài sẽ là lực lượng góp phần quan trọng vào thành công của đại hội. Xin chúc cho các trọng tài hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ điều hành giải chính xác. Kính thưa đại hội, ngọn lửa truyền thống của đại hội thể dục thể thao, ngọn lửa thể hiện ý chí, nguyện vọng và tinh thần đoàn kết của toàn dân, quyết tâm đi theo con đường đổi mới của Đảng đã bừng sáng trên đại đường. Đây là đại hội nhiệt liệt chào mừng. Hôm nay, ngày 22 tháng 10 năm 2017,
Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao Thị xã Chí Linh long trọng tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 8 năm 2017. Về dự chỉ đạo động viên đại hội hôm nay, Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý. Nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Việt Nga, Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin Du lịch tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Hải Dương lần thứ 8, đề nghị đại hội nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Bùi Thi Hạnh, Phó trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy tỉnh Hải Dương, đề nghị đại hội nhiệt liệt chào mừng. Tin du lịch, đại diện Ban chỉ đạo Đại hội đã về dự, động viên, chỉ đạo và tuyên truyền. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Mạc Văn Vững, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, đề nghị đại hội nhiệt liệt chào mừng. Đồng chí Nguyễn Đức Hóa, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, đề nghị đại hội nhiệt liệt chào mừng. Đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã, đề nghị đại hội nhiệt liệt chào mừng. Hội hôm nay đã có mặt đông đủ, đề nghị đại hội nhiệt liệt hoan nghênh. Với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, Thị ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã Chí Linh luôn quan tâm phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục thể thao nhằm tăng cường sức khỏe, hoàn thiện thể chất cho các tầng lớp nhân dân, góp phần tích cực vào phát triển nguồn nhân lực, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 8. Thay mặt nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, tỉnh ủy, hội đồng thành công tốt đẹp, xin trân trọng cảm ơn. Lời hứa vận động viên. Kính thưa đoàn chủ tịch, kính thưa các vị đại biểu, tôi Hoàng Hữu Thắng, vận động viên đơn vị phường Cộng Hòa, xin thay mặt các vận động viên tham gia thi đấu các môn thể thao trong chương trình Đại hội Thể dục Thể thao Thị xã Chí Linh lần thứ 8 năm 2017, xin hứa: một, tôn trọng và tuân thủ điều lệ của ban tổ chức đã quy định. Vì danh dự trọng tài, vì sự thành công đại hội, xin thề. Thưa toàn thể đại hội, thay mặt cho ban chuyên môn, tôi xin công bố kế hoạch tổ chức thi đấu các môn thể thao nằm trong chương trình Đại hội Thể dục Thể thao Thị xã Chí Linh lần thứ 8. Thank you.
áo vàng rừng cờ tung bay rộn ràng và mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng. Ta nghe như vang tiếng Bác Hồ dậy từ non sông dạo rừng xa hôm nay Bác vui với hồi toàn dân. Thành Đồng ơi sắc son đã vang khai hoàn hạnh phúc vô biên hát nữa đi em những lời yêu thương. Tổ quốc anh hùng, ôi quê hương dẫu bao lần giặc phá điều tàn mà vẫn ngoan cường, dành một ngày toàn thắng đẹp quá. Đời rực sáng nhưng ánh mắt lấp lánh, ta muốn ôm hôn môi tất đất quê hương, ta muốn ca vang bước chân những người chiến sĩ giải phóng kiên cường. Đêm hoa đăng những môi cười nó bó hoa đời từ thắm tuyệt vời. Đẹp niềm tin mãi mãi tổ quốc muôn đời tròn vẹn ta non sông thắm nhau sáng sớm. Trong muôn ánh sao vàng rừng cờ tung bay rộn ràng và mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng. Ta nghe như vang tiếng Bác Hồ dậy từ non sông dạo rừng xa hôm nay Bác vui với hồi toàn dân. Thành Đồng ơi sắt son đã vang khai hoàn, ôi hạnh phúc vô biên hát nữa đi em những lời yêu thương. Tổ quốc anh hùng, ôi quê hương dẫu bao lần giặc phá điều tàn mà vẫn ngoan cường, dành một ngày toàn thắng đẹp quá. Đời rực sáng nhưng ánh mắt lấp lánh, ta muốn ôm hôn môi tất đất quê hương, ta muốn ca vang bước chân những người chiến sĩ giải phóng kiên cường. Đêm hoa đăng những môi cười nó bó hoa đời từ thắm tuyệt vời. Đẹp niềm tin mãi mãi tổ quốc muôn đời trọn vẹn cả non sông thắm nhau sáng sớm Việt Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nothing.